chấn động. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tuyệt đối chú ý ba điều này, kẻo phá sản mất trắng, tiền bạc đội nón ra đi, dỡ nợ trắng tay đúng trong 4 tháng cuối năm 2024. Hoan hỷ chào đón quý vị cô bác và các anh chị đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, xem tử vi cho con giáp tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, bước vào 4 tháng cuối năm 2024. Đây là một giai đoạn vô cùng đặc biệt, không chỉ mang đến nhiều cơ hội lớn mà còn đầy rẫy những thách thức cần phải vượt qua. Với những ai sinh năm 1962, đây chính là thời điểm bản mệnh có thể tận dụng để vươn lên mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới và đón nhận tài lộc từ trời ban. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng đối với tuổi Nhâm Dần, giai đoạn cuối năm này không chỉ là thời điểm để khắc phục những thử thách, mà còn là cơ hội tuyệt vời để tạo nên những thành tựu vượt bậc, sự nghiệp của bạn có thể bước sang một trang mới. Nhưng điều quan trọng là bản mệnh phải biết tận dụng từng cơ hội và chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những thách thức có thể đến bất cứ lúc nào. Với người tuổi Nhâm Dần, sự nghiệp và tài lộc luôn là những yếu tố được quan tâm hàng đầu và trong 4 tháng cuối năm, các dấu hiệu cho thấy đây là giai đoạn bản mệnh có thể đột phá mạnh mẽ. Từ tháng 9, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được những chuyển biến tích cực trong công việc và tài chính, những dự án từng bị đình trệ có thể được thúc đẩy và mang lại kết quả tốt hơn mong đợi. Tuy nhiên, không chỉ có cơ hội mà bản mệnh còn phải đối mặt với nhiều quyết định quan trọng đòi hỏi sự tỉnh táo và cẩn trọng. Liệu rằng bản mệnh có thể giữ vững được sự kiên nhẫn và quyết đoán để không bỏ lỡ những cơ hội lớn này? Không chỉ về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Nhâm Dần cũng được dự báo sẽ khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là trong tháng 10 và tháng 12. Đây là thời gian mà tài vận có thể đến từ những cơ hội đầu tư mới hoặc các dự án đang triển khai. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là dù vận may tài chính có đến nhiều, bạn cũng cần biết cách kiểm soát và quản lý khéo léo, tránh các quyết định mạo hiểm có thể gây ra rủi ro lớn. Gia đình và tình cảm cũng là những yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của tuổi Nhâm Dần. Tháng 11 sẽ là thời điểm đặc biệt thích hợp để bạn củng cố tình cảm gia đình. Gia đạo êm ấm sẽ là điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, trong tháng 10, cần cẩn thận với những mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra. Đôi khi áp lực công việc quá lớn dễ khiến bạn nóng nảy, ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình. Với tất cả những dự báo đó, 4 tháng cuối năm thực sự là thời điểm đầy thử thách nhưng cũng chứa đựng nhiều cơ hội cho tuổi Nhâm Dần. Bản mệnh cần tỉnh táo, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực để có thể vượt qua mọi chông gai và gặt hái thành công. Liệu rằng tháng nào sẽ là tháng mang lại tài lộc dồi dào nhất và tháng nào bản mệnh cần phải thận trọng trong các quyết định quan trọng? Hãy cùng theo dõi hết video để khám phá những dự đoán chi tiết nhất cho từng tháng sắp tới nhé! Chấn động tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tuyệt đối chú ý ba điều này, kẻo phá sản mất trắng, tiền bạc đội nón ra đi, dỡ nợ 4 tháng cuối năm 2024. Theo tử vi phương Đông, trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ trải qua một giai đoạn đầy biến động, nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều cơ hội để bứt phá. Sự nghiệp, tài lộc, gia đạo và sức khỏe đều có những chuyển biến đáng chú ý, mỗi tháng mang đến những đặc điểm riêng, đòi hỏi bản mệnh phải có sự tỉnh táo và linh hoạt để nắm bắt cơ hội và vượt qua thử thách. Chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích chi tiết từng tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch. Tháng 9 dấu hiệu tích cực về tài chính và công việc, nhưng cần cẩn trọng trong các quyết định quan trọng. Tháng 9 mở đầu cho giai đoạn 4 tháng cuối năm với những dấu hiệu tích cực trong công việc và tài chính. Đây là thời điểm mà bản mệnh bắt đầu cảm nhận được sự khởi sắc sau những tháng có phần trầm lắng trước đó. Cơ hội mới xuất hiện trong sự nghiệp, từ những dự án mới đến các mối quan hệ đối tác quan trọng. Nếu bản mệnh đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến hoặc phát triển sự nghiệp, tháng 9 là lúc bạn có thể đặt những nền móng đầu tiên. Tuy nhiên, bản mệnh cần đặc biệt cẩn trọng trong các quyết định quan trọng. Dù cơ hội có vẻ sáng sủa, nhưng đừng vội vàng đưa ra những lựa chọn lớn mà chưa suy xét kỹ càng. Những dự án mới, hợp đồng quan trọng hoặc thay đổi công việc đều cần được xem xét cẩn thận, bởi tháng 9 mang đến cả cơ hội và thách thức. Đặc biệt, những vấn đề pháp lý, điều khoản hợp đồng hoặc các cam kết dài hạn cần được nghiên cứu kỹ để tránh những rủi ro không mong muốn. Tài chính trong tháng này cũng có dấu hiệu tích cực hơn, đặc biệt là với những ai đang làm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mọi cơ hội đều đi kèm với rủi ro. Vì vậy, bạn nên quản lý tài chính một cách cẩn trọng, tránh các khoản đầu tư mạo hiểm và hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Tháng 10 tài lộc dồi dào, công việc ổn định nhưng cần tránh xung đột trong gia đình. Tháng 10 được dự báo là tháng tài lộc của bản mệnh Nhâm Dần sau những nỗ lực trong tháng 9. Tháng này sẽ là lúc bản mệnh gặt hái được những thành quả đáng kể, tài chính sẽ có bước tiến lớn, đặc biệt là với những ai đầu tư hoặc kinh doanh. Các khoản lợi nhuận từ những dự án, hợp đồng trước đây sẽ bắt đầu đổ về, mang lại một nguồn tài chính dồi dào và ổn định. Nếu bạn đang có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh, tháng 10 là thời điểm thuận lợi để thực hiện, miễn là bạn đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Về công việc, tháng này mang lại sự ổn định và thuận lợi. Những căng thẳng trong công việc bắt đầu lắng dịu và bản mệnh sẽ cảm thấy mọi thứ đi vào quỹ đạo. Nếu đang chờ đợi cơ hội thăng tiến, đây cũng là lúc bạn có thể nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao từ cấp trên. Tuy nhiên, điều cần chú ý là không nên chủ quan trong công việc, luôn duy trì sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm để tránh những sai sót không đáng có. Tháng 10 cũng là thời điểm mà gia đình và tình cảm có thể gặp một số vấn đề, bản mệnh cần đặc biệt chú ý tránh để công việc căng thẳng ảnh hưởng đến không khí trong gia đình. Dù công việc thuận lợi nhưng nếu không cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, các xung đột nhỏ có thể dễ dàng bùng phát. Đặc biệt, những mâu thuẫn không đáng có về tài chính hoặc trách nhiệm trong gia đình có thể làm gia đạo trở nên căng thẳng. Đây là lúc bản mệnh cần lắng nghe, chia sẻ và giữ cho mối quan hệ gia đình được hòa thuận. Tháng 11 gia đạo hòa thuận, tình cảm gia đình được củng cố, công việc thuận lợi. Tháng 11 được dự báo là một tháng mà gia đạo của bản mệnh Nhâm Dần trở nên êm ấm và hòa thuận sau những áp lực trong công việc và gia đình ở tháng trước. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình. Các mối quan hệ trong gia đình được củng cố và tình cảm giữa các thành viên trở nên gắn kết hơn. Những buổi gặp gỡ, sum họp gia đình sẽ giúp bản mệnh nạp lại năng lượng và cảm thấy an yên hơn trong cuộc sống. Đối với những ai đang gặp vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng, đây là thời điểm thích hợp để hóa giải những khúc mắc, củng cố tình cảm. Bản mệnh có thể tổ chức các buổi gặp mặt gia đình, chia sẻ và quan tâm đến nhau nhiều hơn để duy trì sự hòa thuận và ấm cúng trong gia đình. Công việc trong tháng này tiếp tục diễn ra thuận lợi sau những thành công về tài chính và sự nghiệp từ tháng trước. Tháng 11 không mang đến quá nhiều biến động trong công việc. Đây là lúc bạn có thể hoàn thành các kế hoạch dang dở, chuẩn bị cho những dự án mới vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ cho tâm lý bình tĩnh, không để áp lực công việc ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. Tháng 12, kết thúc năm với những thành tựu đáng kể về tài chính và sự nghiệp, nhưng cần chú ý sức khỏe. Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm và đây cũng là thời điểm mà bản mệnh Nhâm Dần sẽ cảm nhận rõ những thành tựu của mình trong suốt cả năm qua. Tài chính và sự nghiệp đều có những bước tiến đáng kể, và đây chính là lúc bạn có thể tự hào về những gì mình đã đạt được. Các khoản thưởng, lợi nhuận từ công việc và đầu tư sẽ tiếp tục đổ về, giúp bản mệnh có một nguồn tài chính ổn định và dư dả để chuẩn bị cho năm mới. Tuy nhiên, điều mà bản mệnh cần đặc biệt chú ý trong tháng này chính là sức khỏe. Sau một năm làm việc không ngừng nghỉ, cơ thể bạn có thể đã chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Tháng 12 là thời điểm để bạn nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chuẩn bị cho một năm mới đầy hứa hẹn. Hãy lắng nghe cơ thể mình, đừng chủ quan với những dấu hiệu mệt mỏi hoặc căng thẳng. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ tài sản và tránh những rủi ro không cần thiết trong các quyết định tài chính. Tháng cuối năm có thể là thời điểm mà bạn phải đưa ra một số quyết định quan trọng về tài chính hoặc công việc. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng mọi thứ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết 4 phương diện trong cuộc sống trong 4 tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ trải qua nhiều biến động tích cực, nhưng cũng cần lưu ý cẩn trọng trên từng phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo. Mỗi lĩnh vực đều có những thay đổi đáng kể, đòi hỏi sự sáng suốt, kiên nhẫn và quản lý tốt để đạt được thành công bền vững. Dưới đây là phần phân tích chi tiết từng phương diện, giúp bản mệnh hiểu rõ hơn về vận trình của mình và có sự chuẩn bị tốt nhất cho thời gian sắp tới. Về phương diện sự nghiệp,
Thời gian cuối năm 2024 được dự báo là thời kỳ bản mệnh Nhâm Dần sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội lớn, bản mệnh cũng cần phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt trong các tháng 9 và 10. Tháng 9 là giai đoạn mà bản mệnh bắt đầu nhìn thấy những tín hiệu tích cực trong công việc. Những dự án tưởng chừng như gặp khó khăn sẽ dần được khơi thông và mở ra cơ hội phát triển. Đây cũng là lúc mà các cơ hội mới xuất hiện dưới dạng các lời mời hợp tác hoặc thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải giữ được sự tỉnh táo và cẩn thận trong việc ra quyết định. Đừng vội vàng chấp nhận mọi cơ hội mà chưa xem xét kỹ càng, đặc biệt là những thay đổi lớn như chuyển việc, mở rộng kinh doanh hay đảm nhận các trách nhiệm quan trọng. Tháng 9 có thể mang lại thành công, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sang tháng 10, sự nghiệp của bản mệnh có dấu hiệu ổn định hơn. Đây là thời điểm thích hợp để củng cố vị thế hiện tại và hoàn thành những công việc đang còn dang dở. Tuy nhiên, lời khuyên cho bản mệnh là nên duy trì sự kiên nhẫn và ổn định trong công việc, không nên thay đổi quá đột ngột hay hành động theo cảm tính. Những quyết định mang tính dài hạn nên được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những hệ lụy không mong muốn. Nhìn chung, sự nghiệp của bản mệnh trong 4 tháng cuối năm có nhiều tiềm năng, nhưng thành công chỉ đến với những ai biết kiên nhẫn và có sự chuẩn bị kỹ càng. Hãy tập trung vào những mục tiêu dài hạn và không ngừng học hỏi, phát triển kỹ năng để nâng cao vị thế trong công việc. Về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Dần sẽ trải qua những bước tiến quan trọng trong các tháng 10 và 12. Đây là giai đoạn tài lộc của bản mệnh có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư. Tháng 9 là tháng khởi đầu cho những biến động tích cực về tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là tháng mà bản mệnh cần cẩn trọng hơn bao giờ hết. Những cơ hội đầu tư có thể đến dồn dập nhưng không phải tất cả đều an toàn. Lời khuyên cho bản mệnh là không nên quá mạo hiểm trong các quyết định tài chính, đặc biệt là những dự án chưa được kiểm chứng kỹ lưỡng. Các khoản đầu tư có tính rủi ro cao có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất mát. Hãy quản lý tài chính một cách cẩn trọng và giữ cho nguồn tiền của mình luôn ổn định. Sang tháng 10, tài lộc của bản mệnh sẽ có những bước tiến lớn hơn. Đây là thời điểm bản mệnh có thể gặt hái được những thành quả từ các dự án đầu tư trước đó hoặc nhận được lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn cần duy trì sự cẩn trọng trong việc quản lý tài chính. Đừng để cảm giác thành công làm bạn chủ quan và dẫn đến các quyết định mạo hiểm không cần thiết. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư thêm, hãy chọn những lĩnh vực an toàn và có tiềm năng phát triển lâu dài. Tháng 12 là giai đoạn mà tài lộc của bản mệnh đạt đến đỉnh cao. Những khoản thưởng cuối năm, lợi nhuận từ kinh doanh và các cơ hội tài chính sẽ giúp bản mệnh có một nguồn tài chính dư dả để chuẩn bị cho năm mới. Tuy nhiên, tháng này cũng là lúc bạn cần chú ý đến việc bảo vệ tài sản, tránh các khoản chi tiêu không cần thiết và chuẩn bị một kế hoạch tài chính hợp lý cho năm sau. Xem tử vi sức khỏe cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Phương diện sức khỏe của bản mệnh Nhâm Dần trong 4 tháng cuối năm 2024 cần được chú ý, đặc biệt nhất là trong các tháng 9 và 11. Căng thẳng trong công việc và áp lực từ các dự án lớn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tháng 9 là tháng mà bản mệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng do khối lượng công việc nhiều và áp lực lớn từ các quyết định quan trọng. Đây là thời điểm bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không để bản thân bị quá tải. Duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống đủ dinh dưỡng và thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp cải thiện sức khỏe và giảm bớt căng thẳng. Tháng 11 là thời điểm mà sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng do công việc quá tải hoặc các lo lắng liên quan đến gia đình. Những căng thẳng tinh thần kéo dài có thể gây ra các vấn đề về giấc ngủ, huyết áp hoặc thậm chí ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Bản mệnh cần học cách thư giãn, nghỉ ngơi và quản lý cảm xúc tốt hơn để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Dù sự nghiệp và tài lộc có quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu. Hãy nhớ rằng, không có thành công nào có ý nghĩa nếu không có sức khỏe để tận hưởng. Đừng quên lắng nghe cơ thể và chăm sóc bản thân, tránh để căng thẳng và mệt mỏi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình. Về phương diện tình duyên và gia đạo. Phương diện tình duyên và gia đạo của bản mệnh Nhâm Dần trong 4 tháng cuối năm có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trong tháng 11. Đây là thời điểm mà gia đình của bản mệnh sẽ có những khoảnh khắc sum họp, hòa thuận và yêu thương. Tháng 10,
Mặc dù công việc và tài lộc có nhiều khởi sắc, nhưng đây cũng là tháng mà bản mệnh cần cẩn thận với các mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Áp lực từ công việc có thể khiến bạn dễ nóng giận và làm ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình. Đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng hoặc con cái, cần có sự chia sẻ và thấu hiểu để tránh những xung đột không đáng có. Đây cũng là lúc bản mệnh nên biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình, tránh để công việc làm tổn thương tình cảm gia đình. Sang tháng 11, gia đạo của bản mệnh có dấu hiệu tốt lên rõ rệt. Đây là tháng mà bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tổ chức những buổi gặp gỡ, sum họp gia đình để hâm nóng tình cảm. Những mâu thuẫn nhỏ trước đó sẽ dần được giải quyết và các thành viên trong gia đình sẽ hiểu nhau hơn, gắn kết hơn. Tháng 12 là thời điểm lý tưởng để bản mệnh củng cố tình cảm gia đình, đặc biệt là chuẩn bị cho một năm mới. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu, chăm sóc và quan tâm đến họ. Gia đình chính là nơi bản mệnh có thể tìm được sự bình yên và động lực để tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp và cuộc sống. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc, đón vận may cuối năm bùng nổ tài lộc. Thưa quý vị, đối với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong 4 tháng cuối năm 2024, mặc dù có nhiều cơ hội thăng tiến và tài lộc, nhưng cũng không ít thử thách. Để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc một cách hiệu quả, bản mệnh cần kết hợp sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp và thực hiện những nghi lễ tâm linh đơn giản. Đồng thời, việc duy trì thái độ tích cực, làm việc thiện và tích phúc cũng là một phần quan trọng trong việc giảm bớt vận hạn và thu hút may mắn. Vật phẩm phong thủy hợp mệnh để kích hoạt tài lộc. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thuộc mệnh kim trong ngũ hành. Theo nguyên lý tương sinh, tương khắc, mệnh kim được sinh bởi mệnh thổ, thổ sinh kim và khắc chế bởi mệnh hỏa, hỏa khắc kim. Do đó, việc lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp cần tuân theo các nguyên tắc tương sinh để gia tăng dưỡng khí và tài lộc, đồng thời tránh những vật phẩm mang tính tương khắc với bản mệnh. Tỳ hưu. Tỳ hưu là linh vật phong thủy rất phù hợp với người mệnh kim. Đây là biểu tượng của sự thu hút tài lộc, bảo vệ tài sản và xua đuổi tà khí. Đặc biệt, tỳ hưu có khả năng mang lại may mắn về tiền bạc, giúp người sở hữu dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp và kinh doanh. Tỳ hưu được làm từ các loại đá phong thủy như thạch anh trắng, thạch anh vàng hoặc ngọc hoàng long là sự lựa chọn tốt nhất cho bản mệnh Nhâm Dần. Bạn có thể đặt tỳ hưu ở bàn làm việc hoặc trong phòng khách để kích hoạt tài lộc và bảo vệ vận khí. Vòng tay thạch anh vàng. Thạch anh vàng, xi chinh là một trong những loại đá phong thủy mang lại sự thịnh vượng và giàu có cho người sở hữu. Đối với người mệnh kim như tuổi Nhâm Dần, thạch anh vàng không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn có tác dụng ổn định tinh thần, giúp tâm trí sáng suốt và quyết đoán trong các quyết định liên quan đến tài chính. Việc đeo vòng tay thạch anh vàng thường xuyên sẽ giúp bản mệnh thu hút năng lượng tích cực, tránh được những xui rủi trong công việc và cuộc sống. Cóc ngậm tiền, thiềm thừ. Thiềm thừ hay còn gọi là cóc ngậm tiền, là biểu tượng của sự giàu có và tài lộc. Thiềm thừ đặc biệt hợp với người mệnh kim khi được làm từ các loại đá như thạch anh trắng hoặc vàng. Bạn có thể đặt thiềm thừ ở góc tài lộc của ngôi nhà, góc đông nam hoặc trên bàn làm việc để thu hút tiền bạc và sự thịnh vượng. Đá mắt hổ vàng nâu. Đây là một loại đá mang lại sự tự tin, giúp bản mệnh tăng cường sức mạnh nội tại và ổn định về tinh thần. Với tuổi Nhâm Dần, đá mắt hổ vàng nâu vừa mắt mang đến sự may mắn trong công việc, vừa giúp bảo vệ sức khỏe, giúp bạn tránh xa những tiêu cực và tăng cường sức mạnh cá nhân trong giai đoạn đối mặt với thách thức. Nghi lễ phong thủy hóa giải vận hạn. Trong 4 tháng cuối năm, tháng 9 và tháng 11 là thời điểm bản mệnh có thể gặp một số khó khăn và thử thách trong công việc và sức khỏe. Để hóa giải những vận hạn này, bạn có thể thực hiện một số nghi lễ phong thủy đơn giản, giúp gia tăng năng lượng tích cực và xua đuổi vận rủi. Xông nhà với thảo mộc và trầm hương. Xông nhà là một phương pháp truyền thống trong phong thủy giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực, thanh lọc không gian sống và thu hút năng lượng tốt lành. Bản mệnh có thể sử dụng các loại thảo mộc như sả, bồ kết hoặc trầm hương để xông nhà vào đầu tháng 9 và tháng 11. Việc này không chỉ giúp không gian sống trở nên thanh khiết, mà còn mang lại sự bình an và cân bằng năng lượng trong gia đình, giúp hóa giải các vận hạn và bảo vệ sức khỏe của mọi người. Thắp hương gia tiên cầu bình an. Mỗi đầu tháng, đặc biệt là trong các tháng có nhiều thử thách như tháng 9 và tháng 11, bản mệnh nên thực hiện nghi lễ thắp hương gia tiên tại nhà hoặc tại đền chùa để cầu bình an và xua đuổi những điều không may. Khi thắp hương, bản mệnh cần giữ tâm trí thanh tịnh,
tập trung vào những điều tốt đẹp và cầu nguyện cho gia đình được an khang, thịnh vượng. Đây là một nghi lễ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ vận mệnh và hóa giải những khó khăn trong cuộc sống. Bài trí thêm cây phong thủy. Ngoài các vật phẩm phong thủy, bản mệnh cũng có thể bày trí thêm cây phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc để gia tăng dưỡng khí. Các loại cây như cây kim tiền, cây sen đá hoặc cây lưỡi hổ rất hợp với người mệnh kim và giúp thu hút tài lộc, cân bằng năng lượng trong không gian sống. Đặt cây ở góc tài lộc trong nhà hoặc gần cửa sổ sẽ giúp không gian luôn tươi mới và mang lại nhiều may mắn. Làm từ thiện và tích phúc để giảm bớt vận hạn. Ngoài việc sử dụng các vật phẩm và thực hiện nghi lễ phong thủy, bản mệnh cần chú ý đến việc làm từ thiện, tích phúc để giảm bớt vận hạn và đón nhận năng lượng tích cực. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong phong thủy, bởi gieo nhân nào gặt quả nấy. Khi bản mệnh giúp đỡ người khác, làm việc thiện, bạn không chỉ giúp tích lũy phước đức mà còn mở ra cơ hội để những điều tốt lành đến với mình. Làm việc thiện, bản mệnh nên thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Đây là cách để tích phúc và hóa giải những vận hạn không mong muốn. Ngoài ra, việc làm từ thiện không chỉ mang lại sự an yên cho tâm hồn mà còn giúp bản mệnh thu hút được nhiều năng lượng tích cực từ vũ trụ. Giúp đỡ người xung quanh. Đôi khi những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè hoặc những người gặp khó khăn xung quanh mình cũng có thể tạo ra những thay đổi lớn. Đây cũng là một cách để tạo ra phước lành và giảm thiểu những điều không may mắn có thể xảy đến với bản mệnh. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc không chỉ dựa trên việc sử dụng các vật phẩm phong thủy mà còn nằm ở thái độ sống tích cực, thực hiện các nghi lễ cần thiết và là việc thiện để tích phúc. Đối với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, việc sử dụng tỳ hưu, vòng tay thạch anh vàng, cốc ngậm tiền và thực hiện các nghi thức xông nhà, thắp hương sẽ giúp hóa giải những khó khăn trong giai đoạn cuối năm. Đồng thời, bản mệnh cũng nên luôn nhớ rằng năng lượng tích cực sẽ đến từ những việc làm tốt và lòng nhân ái. Bên cạnh đó, cô bác tuổi Nhâm Dần cũng cần tuyệt đối chú ý những điều sau để bảo toàn tài lộc và sự giàu có của mình trong 4 tháng cuối năm 2024. Trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh Nhâm Dần 1962 sẽ đối diện với nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng đi kèm theo đó cũng là những rủi ro và thách thức tiềm ẩn. Để có thể tối ưu hóa cơ hội và tránh những rủi ro không cần thiết, bản mệnh cần đặc biệt lưu ý đến những điều cần tránh trong các tháng cuối năm này. Mỗi tháng đều có những yếu tố cụ thể mà nếu không chú ý, bản mệnh có thể đối diện với các hậu quả không mong muốn. Hãy cùng điểm qua các khía cạnh quan trọng mà bản mệnh cần tránh trong 4 tháng cuối năm. 1. Sai lầm trong đầu tư. Tránh các dự án đầu tư thiếu rõ ràng hoặc mạo hiểm trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Theo tử vi khoa học, tháng 9 và tháng 10 năm nay được dự báo là thời điểm có nhiều cơ hội tài chính mở ra cho bản mệnh Nhâm Dần. Tuy nhiên, không phải tất cả các cơ hội đều mang lại lợi ích, mà một số trong đó tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư. Bản mệnh cần đặc biệt cẩn thận trước những dự án có tính mạo hiểm hoặc thiếu rõ ràng về pháp lý. Trong tháng 9, khi các cơ hội tài chính dường như dồi dào, dễ khiến bản mệnh có tâm lý chủ quan, dẫn đến những quyết định đầu tư không đúng đắn. Những lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không có cơ sở pháp lý vững chắc hoặc những dự án chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng có thể khiến bản mệnh dễ rơi vào cảnh thất thoát tài chính. Đây là thời điểm bản mệnh cần phải tỉnh táo, tránh bị cuốn vào những cám dỗ về lợi nhuận nhanh chóng mà chưa có sự phân tích cẩn thận. Tương tự, tháng 10 cũng mang đến nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư, nhưng đồng thời cũng đi kèm với rủi ro cao. Bản mệnh nên nhớ rằng mọi khoản đầu tư đều cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng và phải đảm bảo tính pháp lý rõ ràng, tránh đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ hoặc chưa có kinh nghiệm. Thay vì theo đuổi những khoản lợi nhuận lớn một cách vội vàng, bản mệnh nên tập trung vào những dự án an toàn và có tiềm năng phát triển lâu dài. 2. Xung đột gia đình. Tránh để công việc căng thẳng ảnh hưởng đến gia đình, đặc biệt trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 là thời điểm mà sự nghiệp của bản mệnh có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nhưng đây cũng là lúc bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến mối quan hệ trong gia đình. Sự căng thẳng từ công việc có thể làm ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đạo, dễ gây ra những xung đột nhỏ nếu không được kiểm soát kịp thời. Những áp lực từ công việc và tài chính có thể khiến bản mệnh dễ mất kiểm soát về cảm xúc và điều này có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi không đáng có trong gia đình, đặc biệt là giữa vợ chồng hoặc giữa cha mẹ và con cái.
Khi bản mệnh bị cuốn vào công việc, việc thiếu thời gian và sự quan tâm dành cho gia đình có thể tạo ra những khoảng cách, gây ra sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Để tránh xung đột trong gia đình, bản mệnh nên học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Dù công việc bận rộn đến đâu, hãy cố gắng dành thời gian cho những người thân yêu, chia sẻ với họ những lo lắng, niềm vui trong cuộc sống. Gia đình là nơi cung cấp sự bình yên và động lực. Vì vậy, bản mệnh cần biết cách duy trì sự hòa thuận, lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Đặc biệt trong tháng 10, nếu có dấu hiệu mâu thuẫn trong gia đình, hãy xử lý một cách khéo léo và tránh để xung đột leo thang. Điều này không chỉ giúp bản mệnh duy trì hạnh phúc gia đình, mà còn tạo ra một môi trường tích cực để tập trung vào công việc. 3. Lối sống thiếu khoa học. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh căng thẳng và làm việc quá sức, đặc biệt trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 là thời điểm mà sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có biện pháp chăm sóc và duy trì lối sống lành mạnh. Áp lực từ công việc cùng với những căng thẳng trong cuộc sống có thể khiến cơ thể bạn kiệt quệ nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ. Căng thẳng kéo dài là yếu tố nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động xấu đến sức khỏe thể chất của bản mệnh. Trong tháng 11, bản mệnh dễ gặp phải các vấn đề về giấc ngủ, đau đầu, suy giảm hệ miễn dịch do áp lực công việc và cuộc sống. Nếu không được kiểm soát, căng thẳng có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và chất lượng cuộc sống. Để tránh tình trạng này, bản mệnh cần tạo thói quen sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Hãy biết là lắng nghe cơ thể mình, đừng ép bản thân phải làm việc quá sức. Việc dành thời gian nghỉ ngơi, thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng và giữ cho tinh thần luôn thư giãn sẽ giúp bản mệnh duy trì sức khỏe ổn định trong giai đoạn này. Ngoài ra, việc thực hiện các bài tập thiền, yoga cũng là cách giúp giảm bớt căng thẳng và tăng cường sự cân bằng trong cuộc sống. Tháng 12 âm lịch là tháng kết thúc năm, bản mệnh cần chú ý đặc biệt đến sức khỏe để có thể bắt đầu một năm mới với tinh thần phấn chấn và cơ thể khỏe mạnh. Tránh lối sống thiếu khoa học như thức khuya, làm việc quá sức hoặc bỏ bê việc ăn uống lành mạnh. Đừng để công việc hay tài chính làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, bởi thành công chỉ có ý nghĩa khi bản thân bạn đủ sức khỏe để tận hưởng nó. Tiểu kết nhỏ. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Nhâm Dần sẽ gặp nhiều cơ hội nhưng cũng không thiếu thách thức. Việc tránh các sai lầm trong đầu tư, xung đột gia đình và duy trì lối sống lành mạnh là những yếu tố quan trọng giúp bản mệnh giữ được sự cân bằng và thành công trong giai đoạn này. Hãy luôn tỉnh táo, sáng suốt và biết cách điều chỉnh cuộc sống của mình để đạt được những kết quả tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc hành trình của mỗi người, không ai tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm, những thời khắc khó khăn và đôi khi là cả những thất bại. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là bạn đã trải qua bao nhiêu khó khăn, mà là cách bạn đứng dậy và tiếp tục đi trên con đường của mình. Đối với bản mệnh Nhâm Dần, năm 2024 là một năm đặc biệt, không chỉ bởi những cơ hội lớn đến vào 4 tháng cuối năm, mà còn là năm để bản mệnh hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên nhẫn, cân bằng và tinh thần lạc quan. 1. Cuộc sống là chuỗi thăng trầm, nhưng giữ vững niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng, có những lúc mọi thứ dường như đang diễn ra thuận lợi, rồi bất chợt xuất hiện những trở ngại không mong đợi. Trong 4 tháng cuối năm 2024, dù vận trình của bản mệnh Nhâm Dần có nhiều điểm sáng, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thời điểm khó khăn, thử thách. Đó có thể là áp lực công việc, những vấn đề tài chính hoặc mối quan hệ gia đình gặp trục trặc. Tuy nhiên trong những lúc như vậy, điều quan trọng nhất chính là niềm tin vào chính bản thân, niềm tin vào năng lực của mình và niềm tin vào tương lai là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió. Khi niềm tin được duy trì vững vàng, bạn sẽ có thể đối mặt với khó khăn bằng tinh thần bình tĩnh và sáng suốt. Thay vì lo lắng, hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, hãy tự hỏi điều này đến để dạy tôi điều gì. Mỗi thử thách đều là một bài học giúp bạn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai. Thậm chí, những thất bại cũng chỉ là những bước đệm để bạn tiến xa hơn. Hãy nhìn nhận mọi khó khăn như một phần tự nhiên của cuộc sống và từ đó học cách chấp nhận, đối mặt thay vì trốn tránh. 2. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, sự hòa hợp mới là đích đến cuối cùng. Nhiều người chạy theo những mục tiêu lớn trong sự nghiệp, mong muốn đạt được thành công rực rỡ, nhưng thành công không phải là tất cả. Nếu bản mệnh chỉ tập trung vào công việc mà quên đi cuộc sống cá nhân,
quên đi những người thân yêu thì liệu sự thành công đó có thực sự ý nghĩa? Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là một kỹ năng quan trọng mà bản mệnh Nhâm Dần cần trau dồi trong những tháng cuối năm 2024. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe, tinh thần, mà còn là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp có thể mang lại sự thỏa mãn về tài chính, nhưng tình cảm gia đình, sự gần gũi với người thân yêu mới là nơi bạn tìm thấy sự bình yên và niềm vui thực sự. Hãy dành thời gian để cùng gia đình trò chuyện, chia sẻ và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Một bữa cơm quây quần, một buổi dạo chơi đơn giản cũng đủ để làm giàu có tinh thần, giúp bạn cảm nhận rõ ràng giá trị của tình thân. Hãy hiểu rằng công việc là quan trọng, nhưng sức khỏe tinh thần và gia đình luôn là nền tảng vững chắc nhất để bạn tiếp tục chinh phục những thử thách trong cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy bị cuốn vào guồng quay công việc mà không còn thời gian cho bản thân hay gia đình, hãy tự hỏi mình đang hướng đến điều gì? Mục tiêu lớn hơn của mình là gì? Hãy tìm cách sắp xếp lại thời gian, giảm bớt những công việc không cần thiết để dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng. 3. Duy trì tinh thần lạc quan và tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé. Một trong những cách hiệu quả nhất để vượt qua khó khăn là duy trì tinh thần lạc quan. Người lạc quan không phải là người không gặp khó khăn, mà là người biết cách đối mặt với chúng bằng tinh thần vững vàng và niềm tin vào ngày mai. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh có thể gặp phải nhiều vấn đề khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng hãy nhớ rằng mọi thứ đều có thể thay đổi khi bạn thay đổi cách nhìn nhận. Hãy học cách tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé và giản dị trong cuộc sống. Đó có thể là một bữa cơm gia đình ấm cúng, một cốc cà phê buổi sáng hay một cuốn sách bạn yêu thích. Đừng quá đặt nặng mục tiêu lớn lao mà quên đi giá trị của những khoảnh khắc hàng ngày. Chính những điều nhỏ bé này sẽ giúp bạn cảm nhận được hạnh phúc và sự thăng bằng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hãy duy trì một tinh thần cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thay đổi. Cuộc sống luôn biến đổi và bạn không thể kiểm soát được mọi thứ. Tuy nhiên, điều bạn có thể kiểm soát là cách bạn phản ứng với những thay đổi đó. Thay vì lo lắng, hãy chào đón những thách thức với một tinh thần lạc quan. Hãy coi đó là cơ hội để học hỏi, để trải nghiệm và trưởng thành. Cuối cùng, hãy biết cách chia sẻ niềm vui và sự lạc quan của mình với người khác. Khi bạn lan tỏa năng lượng tích cực, bạn không chỉ giúp chính mình mà còn giúp những người xung quanh cảm thấy vui vẻ hơn. Đây cũng là một cách để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp và gắn kết hơn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Cuộc sống không bao giờ thiếu những thăng trầm, nhưng chính trong những giai đoạn khó khăn, bản mệnh Nhâm Dần 1962 sẽ tìm thấy sức mạnh tiềm ẩn của mình. Niềm tin vững vàng, sự kiên nhẫn và khả năng cân bằng cuộc sống là những yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Hãy luôn duy trì một tinh thần lạc quan, trân trọng những điều giản dị và tìm niềm vui từ những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. Và quan trọng hơn hết, hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là hành trình mà bạn đang đi qua. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những dự đoán chi tiết về vận mệnh của tuổi Nhâm Dần 1962 trong 4 tháng cuối năm 2024. Đây thực sự là một giai đoạn đầy cơ hội và thách thức, nơi bản mệnh có thể đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, không thể bỏ qua những cảnh báo quan trọng về sức khỏe và gia đạo, những yếu tố sẽ giúp bản mệnh giữ được sự cân bằng trong cuộc sống trong 4 tháng cuối năm. Tài lộc và cơ hội thăng tiến sẽ liên tiếp xuất hiện, đặc biệt là trong các tháng 10 và 12, nhưng song hành với đó là những quyết định quan trọng mà bản mệnh cần phải tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng để tránh sai lầm không đáng có. Đặc biệt, việc chăm sóc sức khỏe và duy trì hòa khí trong gia đình là điều không thể bỏ qua, bởi không có thành công nào trọn vẹn nếu chúng ta bỏ quên những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, cơ hội sẽ đến nhưng bạn cần sự chuẩn bị tốt nhất về thể chất, tinh thần và cả tâm lý để tận dụng nó một cách hiệu quả, tận dụng vận may. Nhưng cũng phải giữ cho mình sự tỉnh táo, biết khi nào nên bước tới và khi nào cần dừng lại, để chăm sóc bản thân và những người thân yêu. Quý vị thân mến, nếu bạn thấy những thông tin trong video hôm nay hữu ích, đừng quên nhấn like và chia sẻ video này đến những người thân của bạn để họ cũng có thể hiểu thêm về vận mệnh của mình. Hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn hoặc đặt câu hỏi nếu cần giải đáp thêm. Và đặc biệt, đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tử vi và phong thủy hữu ích khác trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc bản mệnh Nhâm Dần một cuối năm đầy may mắn, thành công và bình an.